Ly kính chào quý vị. Ly mời quý vị nghe tiếp chương 2 của cuốn sách Người Việt nên chối bỏ của tác giả Bảo Quốc Kiếm. Chương 2 với tựa đề là Lòng chàng ý thiếp ai hơn. Mời quý vị cùng nghe. Kính lạy Jehovah, Đức Chúa Trời là cha thật chúng con. Cha con chúng ta không gặp nhau đã từ vô kỷ kiếp, vô thủy kiếp. Hôm nay nhân chuyện người ta bắt vạ cha, nên con phải mời cha về để thưa chuyện. Xin hãy cùng con ra nơi đồi vắng để cùng ngồi ngắm trăng sao và nghe gió ngàn vi vút. Con sẽ kể cho cha nghe chuyện dối gian trần thế. Do tự chuốc lấy sự trần truồng và đần độn, chúng không biết rằng nếu vũ trụ mênh mông vô tận thì chính cha là vô tận, vũ trụ xa tít vô cùng nên chính cha là vô cùng. Tất cả vạn loài đều tuần hoàn như chính nó nên cha là tuần hoàn và đích thị. Bé Su ơi, bé Su, con không biết mẹ đang làm việc hả? Tất cả xin lỗi quý vị nhé. Tất cả do nơi cha một chữ như. Chúng cứ đuôi mù nghi rằng bàn tay cha lật qua lật lại. Cha dương oai diễu võ, cha làm chết làm sống rồi chúng buộc tội cha. Con sẽ kể cho cha nghe những bi kịch cuộc đời, nhưng không phải để cho cha giận. Cha là đấng cao tột, không có gì lớn hơn cha, cũng không có gì nhỏ hơn cha. Con tin nơi cha, một siêu việt thì làm gì có tham sân si, bởi vì cha hiện hữu từ vô chí hữu, từ hữu chí vô, cha biến hiện vô cùng và không có thuộc tính. Nếu như cha còn có thuộc tính thì cha không phải là thượng đế, phải vậy không cha? Nhưng thế gian gian dối, chúng gạt gẫm lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau, đe dọa lẫn nhau, chúng tiêu diệt lẫn nhau, rồi chúng gán cho cha tất cả tội ác. Con nghĩ cha sẽ cười đến xỉu khi con kể lại cho cha nghe chuyện người Do Thái ngày xưa. Hãy nhấm một giọt trà móc câu số 1, buông một tiếng khà, rồi cha và con sẽ cùng tâm sự. Cha biết không, vào cái thuở xa xưa, con người vốn chưa biết gì về vũ trụ mênh mông do cha tạo dựng. Ở trong đó, mọi sinh hoạt tự nhiên đã được an bài như thế, như thế. Con người khiếp sợ trước những sấm sét, giông bão và tất cả thiên tai địa họa do sự tương sinh tương diệt tất yếu và dĩ nhiên của tuần hoàn vũ trụ. Không rồi có rồi không, đã thành tất phải phải hoại, hoại chỗ này thì sẽ sinh chỗ khác. Không mất không hư, chỉ có tuần hoàn biến chuyển. Vì thế con người không thể hiểu được, cho nên mọi bộ lạc dân tộc đều có người tưởng tượng ra một cái gì đó để an ủi chính mình. Thế là khắp nơi trên trái đất này bắt đầu đẻ ra thượng đế, nhưng không ông nào giống ông nào. Mặc dù họ dùng những ngôn ngữ cao nhất trong bộ lạc họ để tôn vinh, nương tựa, họ đều gọi đó là cha, một sai lầm khủng khiếp. Thật buồn cười, cho nên tiến sĩ Lê Anh Huy, một con nhộng tưởng tượng trần truồng và đần độn khi hạ bút rằng: Thánh Kinh dạy rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ hết mọi chuyện có thể biết được về Ngài cho nhân loại, trong đó có dân tộc Việt Nam. Ngài đã đặt để trong lương tâm tình cảm của mỗi dân tộc hình ảnh của Ngài là đấng tạo hóa, là chủ tể của muôn loài. Nếu như thực sự Ngài có một hình ảnh trong lương tâm tình cảm, thì cái gì phản bội Ngài? Linh hồn loài người do Ngài thổi vào lỗ mũi, thì sao linh hồn ấy chống lại Ngài? Một ví dụ rất khoa học, nếu chúng ta truyền khí oxy từ bình lớn qua một bình nhỏ thì trong bình nhỏ có khí gì ngoài oxy? Do vậy, nếu như linh hồn Ngài không có sự dốt nát, tối tăm, không có sự phản bội, sự độc ác thì làm sao linh hồn do Ngài truyền qua lại có? Nó ở đâu ra? Không lẽ có một kẻ thứ hai cùng hiện diện?
mà nếu có kẻ thứ hai thì Ngài không còn là Thượng Đế duy nhất, không còn là tạo vật chủ. Cha ơi, chúng đã bôi nhọ cha như thế đấy. Huy viết tiếp, do đó mặc dù không có ai dạy cho biết, người Việt Nam thời xưa cũng có những câu ca dao để bày tỏ sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời hay ông trời. Đây lại là một luận điểm tự hủy. Nếu Ngài đã đặt để trong lương tâm tình cảm của mỗi dân tộc hình ảnh của Ngài, thì việc nghe người ta dạy về Ngài là một sự ngu ngốc. Thượng Đế đã có sẵn trong tâm ta, tại sao lại đi tìm một Thượng Đế khác do những kẻ đần độn lợi dụng bày vẽ? Như thế, mỗi dân tộc từ lương tâm và tình cảm của họ, họ nhận biết Thượng Đế của chính mình, đâu cần nhập cảng từ nơi khác. Và nếu như một Thượng Đế có thể vẽ vời thì không còn là Thượng Đế nữa. Vì sao? Vì Thượng Đế là vô cùng, là trên tất cả, là tự nhiên, là lương tâm, là tình cảm. Ví dụ một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, nếu thấy rõ trái đất thì chúng ta không thể nào ở trên trái đất. Một vệ tinh có thể nhìn thấy quả đất một cách toàn diện là vì chúng đã được đưa ra ngoài trái đất. Ai dám cãi? Như trên đã nói, do sự mù loà trước biến động vô cùng của tự nhiên giới, mỗi dân tộc, mỗi bộ lạc đều tưởng tượng ra một ông trời của riêng họ. Họ có quyền tôn thờ những gì họ có. Không ai có thể bắt buộc người của dân tộc này phải thờ thần trời của dân tộc khác. Theo các nhà nghiên cứu, thì hiện nay trên thế giới này có khoảng hơn 200 ông trời. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến hai ông trời liên hệ trong bài của tiến sĩ Huy, thần trời Do Thái và ông trời Việt Nam. Tôi quan niệm rằng mọi người đều có quyền tự do để tôn thờ ông trời của họ. Chúng ta có thể học hỏi bất cứ những gì và ở đâu. Dẫu lời ai nói phải thì nghe. Và cũng chính vì thế, Huy đã bắt buộc tôi phản ứng khi anh ta nhục mạ ông trời tổ tông của chúng tôi và kêu gọi dân tôi đạp đổ nguồn cội để tôn thờ độc thần Do Thái. Vì chúng tôi muốn nghe lời nên đành phải tìm hiểu kỹ càng để rời khỏi ân hận như ông thần Do Thái mà phạm vào tội ác diệt hết nhân chủng và vạn loài hữu tình. Chúng tôi thường nghe câu kinh Thiên Chúa lòng lành vô cùng, vì vậy chúng tôi cần biết Ngài đã nghĩ gì, nói gì và làm gì. Dĩ nhiên là chỉ nương vào hai cuốn sách Tân Ước và Cựu Ước, được người Việt theo đạo này gọi là Thánh Kinh. Việc làm của tôi chỉ nhằm mục đích giúp cho dân tôi thấy rõ những gì mà ông trời của Lê Anh Huy có. Ông trời của Do Thái ngày xưa không những thế, chúng tôi còn muốn nhìn lại ông trời của chính mình để rồi quyết định nên theo ai. Chúng tôi khẳng định ông trời Việt Nam không phải là ông trời Do Thái. Không ai có quyền nhục mạ ông trời, tiên tổ chúng tôi là quỷ Sa Tăng. Lê Anh Huy có quyền tự do tin tưởng của nó và chúng tôi cũng có quyền của chúng tôi. Vi phạm tín ngưỡng của một dân tộc là một điều không thể chấp nhận. Không ai cấm anh không được tuyên truyền những điều anh tin tưởng, nhưng anh không thể nào hạ nhục niềm tin của kẻ khác. Chúng tôi phải tự vệ để bảo toàn nguồn cội của chúng tôi. Huy viết, chúng tôi không tin truyền thuyết con rồng cháu tiên. Con rồng cháu tiên 100 cái trứng nở ra 100 con là nguồn cội của dân tộc Việt. Do đó chúng tôi có tự do để nhìn vào vấn đề một cách khách quan mà không mang tiếng là báng bổ tổ tiên của mình. Đối với tổ tiên chính nó dám nhìn vào một cách khách quan thì chúng tôi sao lại không dám nhìn vào một cách khách quan vào ông thần độc Do Thái? Bởi vì nó lấy lời dạy của thần độc để miệt thị tổ tiên chúng tôi, nên dứt khoát chúng tôi phải tìm hiểu ông ấy xem sao, chứ chúng tôi chẳng hề tự nhiên mà báng bổ ai. Huy viết tiếp, trước tiên theo sinh vật học, chỉ có loài bò sát, cá, chim và côn trùng mới sinh ra trứng, từ trứng mới nở ra con. Chúng ta không thể truy ra tại sao và từ đâu lại có truyền thuyết dân tộc Việt là hậu thân của 100 cái trứng.
Hết trích. Vậy xin hỏi, theo thánh kinh của ông, dựa trên sinh vật học, ông có thể chứng minh rằng con người sinh ra từ cục đất sét hay không? Xin nhớ rằng, Thượng Đế sinh ra vạn loại đều có tâm, mặc dù trình độ hơi khác. Nếu không có thì con chó không thể nhận ra chủ của nó. Và với lý thuyết của Phật giáo thì mọi loài đều bình đẳng trong cái tánh, thú vật hay loài trời đều có thể chuyển hóa để nâng cấp hay đọa lạc. Trời có thể trở thành thú vật và ngược lại. Điều ấy có thể chứng minh được. Thí dụ, bạn nuôi một con chim, bạn có thể dạy nó nói tiếng người. Bạn nuôi một con khỉ, bạn có thể sai bảo nó. Nhưng tuyệt nhiên, cục đất sét thì không thể nào chuyển được. Đó là sinh vật học đấy. Như vậy, niềm tin của Huy vào việc cục đất sét trở thành con người hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng Huy cứ tin, không ai có quyền nói gì cả. Và khi mình biết giữ vững niềm tin của mình thì cũng phải tôn trọng niềm tin người khác. Như đã nói, các loài có thể chuyển hóa. Vậy thì con bò sát có thể thành người, thành trời. Còn đất sét thì muôn đời vẫn là đất sét. Cho nên, trong tục ngữ Việt Nam, người ta thường chê những kẻ đần độn là có cái đầu đất sét. Huy thắc mắc rằng, không thể truy ra tại sao có truyền thuyết dân tộc Việt là hậu thân của 100 cái trứng. Thế thì Huy có thể truy ra tại sao có truyền thuyết con người sinh ra từ cục đất sét hay không? Huy có thể truy ra tại sao Thiên Chúa muốn con người trần truồng và đần độn hay không? Nếu không có con rắn chỉ bảo thì con người mang hình ảnh cha mình muôn vạn kiếp cũng chỉ là trần truồng và đần độn. Xin tiến sĩ chỉ giáo thêm, với chừng ấy ý, chúng tôi có thể lặp lại lời của Huy. Điều này không thể chấp nhận được về mặt sinh học và cả mặt đạo đức. Đúng là tiến sĩ Huy viết nè, chỉ có người mới sinh sản ra người. Loài bò sát không thể nào sinh sản ra được người. Nhưng Huy quên viết thêm rằng đất sét không thể nào sinh ra người. Đó chỉ là một câu chuyện phù thủy. Hay hơn nữa, Huy chơi một câu choáng váng mặt mày. Về mặt tâm lý đạo đức, chắc hẳn mọi người Việt Nam sẽ nổi giận khi nghe người ngoại quốc mắng dân tộc mình là đồ súc sanh. Thế nhưng Huy quên rằng người Việt cũng có thể chửi thẳng vào mặt bọn tự coi mình là cục đất sét trần truồng và ngu độn như đã nói. Súc sanh còn có thể dạy bảo để tiến hóa, nhưng đất sét thì muôn đời vẫn thế. Xin đồng bào nhẫn nhịn mà nghe thêm. Theo khía cạnh xã hội tâm lý học, câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, đây là Huy nói nhé, câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ là một câu chuyện buồn. Đó là câu chuyện của một gia đình đổ vỡ vì không thể giải quyết những xung đột bên trong. Gia đình đổ vỡ, ly tán, xã hội không đứng vững. Hay. Nhưng tiếc thay, còn có những chuyện trong gia đình thê thảm hơn thế. Lạc Long Quân và Âu Cơ không thể tiếp tục thì có thể chia tay nhau. Còn đằng này, đứa con đứng trước đám đông mà dám gọi mẹ mình là mụ kia, mày muốn gì, thì càng đau khổ hơn nhiều. Lại có nỗi đau khổ nào hơn khi mà một người chồng phải chịu cúi đầu ôm bầu kẻ khác, một kẻ nào đó dùng thế lực đớp vợ mình rồi buộc phải nhận đó là con mày, thì Thượng Đế ơi, chỉ có súc sanh mới chịu nổi. Không thể hợp nữa thì chia tay, còn hơn ôm mối hờn căm trong lòng để sống với một con người lang chạ. Cái khốn cùng hơn nữa, lấy vợ về mà ôm gối nằm lẻ loi nơi chuồng heo, lại phải tung hô đồng trinh trong sạch. Hai hoàn cảnh trên đây, cái nào dễ chịu hơn, hỡi tiến sĩ? Nhưng chừng ấy còn có thể nhẫn được. Còn chuyện con lấy gì ghẻ, hai đứa con gái lấy cha là thánh lót đó quý vị. Hai đứa con gái lấy cha chúng để nối dõi mà còn được tung hô vạn tuế, thì không biết tiến sĩ Huy đặt nó vào cái đạo đức xã hội tâm lý học nào. Hãy chịu khó nghe thêm. Có nhiều người Việt khác
Đấy là Huy viết này. Có nhiều người Việt khác cho rằng câu chuyện ly dị của Lạc Long Quân và Âu Cơ là điềm xui, cho nên mới có nạn 12 sứ quân, Trịnh Nguyễn phân tranh, Quốc Cộng phân tranh, tinh thần thiếu đoàn kết của người Việt trong khi làm việc. Hết trích nha quý vị. Chao ôi, nghe mà chảy nước mắt. Các nước thuộc hệ Do Thái hãnh diện hơn người Việt. Họ có được sự cứu rỗi nè. Chính nhờ sự cứu rỗi ấy mà họ sung sướng sống trong Chúa yên ổn quá. Bao nhiêu cuộc thập tự chinh, máu nhuộm thánh đường, bao nhiêu thế kỷ được gọi là thời đại đen tối của châu Âu. Người dân Chúa được hưởng tòa dị giáo, chắc chắn các nhà bác học nói khác Thiên Chúa được an ủi hơn nơi thiên đàng như Bruno, Galilei vân vân. Những người cùng một Chúa như Thiên Chúa giáo La Mã, Tin Lành, Chính Thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo vân vân cũng được nhờ ơn cứu rỗi mà sống hòa thuận quá trời. Hai trận thế chiến chắc cũng nhờ ơn ấy mà sinh ra. Tổng số người chết của con cái Chúa cộng lại không biết chừng nào hỡi tiến sĩ. Nếu đem các hậu quả ấy mà so sánh với nhau rõ ràng thì chúng ta hiểu ngay ai hạnh phúc hơn ai. Người Việt bị 1.000 năm đô hộ vì giặc cướp phương Bắc, 100 năm đô hộ bởi lũ Tây thấm nhuần văn hóa ăn cướp. Nhưng Tây Âu, con cái Chúa thì lại khác. Nó làm gì mà tại sao, hậu quả ra sao, chắc tiến sĩ hiểu rõ hơn tôi. Không cần phải dài dòng văn tự, những nước đầy ơn mưa móc như Nam Mỹ, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân, Phi Châu, bây giờ họ đang ở trong thiên đàng gì hỡi tiến sĩ? Hay là nòi giống văn hóa và ngôn ngữ họ đều đã được trói đem về thiên đàng rồi? Vạn phúc nhỉ. May mà nhiều người chối bỏ nguồn gốc từ ông trời Do Thái, nếu không thì bây giờ đã trở thành trần truồng và ngu độn. Huy viết tiếp. Qua phần trên, chúng ta đã phân tích truyền thuyết con rồng theo hướng vật thể, sinh vật học và tâm trí, tâm lý xã hội học. Cả hai hướng này dẫn tới sự vô lý của truyền thuyết đó. Tuy nhiên, truyền thuyết này vẫn được nhiều người Việt từ mọi thành phần xã hội, có học cũng như bình dân, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ tuổi cũng như người lớn tuổi vân vân tin. Đây, Huy đã tìm sợi dây thòng lọng tự buộc vào cổ nó. Tất cả mọi thành phần xã hội, có học cũng như bình dân, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ tuổi cũng như người lớn tin. Vậy thì Lê Anh Huy là ai? Nó không thuộc thành phần xã hội loài người chăng? Nó cũng chẳng phải có học, chẳng phải bình dân, chẳng phải đàn ông, chẳng phải đàn bà, chẳng phải trẻ, chẳng phải già. Đúng là quái vật Lê Anh Huy. Hơn thế nữa, khi mọi người đều tin thì đó là tín ngưỡng của họ. Vậy thì việc gọi tín ngưỡng người ta là sa tăng, là hành động ngược lại với đạo lý luật pháp quốc tế. Chỉ có những con người trần truồng và đần độn mới có thể làm thôi, phải không thưa tiến sĩ? Huy viết tiếp. Như vậy học vấn không thể khống chế được niềm tin này. Như vậy phải có một mặt phẳng cao hơn, sâu hơn, cơ bản hơn, mặt phẳng vật thể và tâm trí, mà trên đó vấn đề con rồng hiện hữu gay gắt để chúng ta giải quyết mặt phẳng này, ảnh hưởng, điều động, khống chế lên hai mặt phẳng kia. Chúng tôi gọi đó là mặt phẳng tâm linh. Hết trích. Trước hết, chúng tôi không biết thực sự tiến sĩ học lớp mấy khi viết mà trên đó vấn đề con rồng hiện hữu gay gắt để chúng ta giải quyết trịt. Thứ hai, dưới quan điểm của tiến sĩ thì mặt phẳng tâm linh được sinh ra để ảnh hưởng, điều động, khống chế tất cả. Cũng có nghĩa là khi mặt phẳng tâm linh hiện hữu thì không cần đến trí thức nữa. Cái mặt phẳng tâm linh của tiến sĩ nghe sao rùng rợn quá. Muốn gây ảnh hưởng quyết liệt thì phải bá đạo, muốn khống chế thì phải cần đến bạo lực, muốn điều động thì cần phải có mưu ma trước quỷ. Ôi, mặt phẳng tâm linh sao kỳ cục đến thế. Và nếu như thế thì cái mà tiến sĩ gọi là mặt phẳng tâm linh là một bạo chúa trần truồng và đần độn, độc ác và bất bao dung.
Hiện nay những người được gọi là khủng bố đang thực hiện cái mặt phẳng tâm linh ấy, chắc tiến sĩ là tôn sư của họ. Huy giảng tiếp, trên mặt phẳng tâm linh có một câu hỏi cơ bản vẫn chưa được trả lời. Từ đâu sinh ra hình ảnh một con vật kinh sợ gớm ghiếc đó? Nhưng chúng ta lại hỏi tiếp, tại sao một hình ảnh tưởng tượng đó lại có thể chiếm ngự sự yêu mến, kính sợ, tôn thờ của nhiều người? Một sản phẩm của trí tưởng tượng lại đáng để cho nhiều người suy sụp cúi lại. Học nhiều rồi lú quá, thôi thì tôi giúp tiến sĩ vậy. Hình ảnh con vật kinh sợ gớm ghiếc ấy là do linh hồn con người mà ra. Nhưng theo Thánh Kinh thì linh hồn do Thượng Đế Do Thái truyền vào lỗ mũi, dùng phương pháp tam đoạn phân, tam đoạn luận, tam đoạn luận. Tiến sĩ thấy ngay kết quả, còn câu hỏi có thể chiếm ngự sự yêu mến, kính sợ, tôn thờ thì có chỗ đúng và chỗ sai, xin phép được trình bày cùng tiến sĩ như sau. Đúng, thật đúng, đó là sản phẩm tưởng tượng. Nó giống như người Do Thái tưởng tượng ông thần trời của họ. Không có gì khác cả, chỉ có ý nghĩa hơi khác thôi. Tôi sẽ đề cập đến sự tưởng tượng con rồng sau. Bây giờ xin phép hỏi tiến sĩ vài câu. Ai đã bảo cho tiến sĩ biết rằng có ông trời Do Thái? Phải chăng từ một đồng cốt và vài người sau đó? Từ xác cốt nói rằng Thượng Đế bảo thế này và thế kia, người ta sợ trừng phạt rồi tuân theo. Những kẻ lợi dụng sự sợ hãi vô lý để bành trướng thế lực, phải vậy không? Với chúng tôi thì không có sự kính sợ con rồng như người Do Thái kính sợ Thượng Đế đồng cốt. Con rồng với chúng tôi chỉ có tình cảm, không có sự suy sụp cúi lạy. Sản phẩm tưởng tượng của dân tộc Việt không mang tính hù dọa, giết chóc, xúi dục phản loạn, chối bỏ cội nguồn, tham vọng bá chủ như sản phẩm Tây Phương. Sản phẩm ấy dung nạp mọi dân tộc, mọi người từ non cao cho đến bể cả. Nó không dành cho ai một ưu thế nào như kiểu dân chúa chọn của Tây Âu. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Hoặc là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Và để hiểu rõ sản phẩm tưởng tượng của ông thần trời Do Thái, tôi xin trích vài câu ra đây để làm chứng. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi, hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Phục truyền luật lệ ký chương 1 trang 8. Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng, chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, đi trước chánh Ngài sẽ chiếm ngự, sẽ chiến cự cho các ngươi như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành này như chúng ta đã làm cho Si-hôn, vua Hết-bôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ và con trẻ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy súc vật và hóa tài của các thành ấy. Hỡi Israel, hãy nghe Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Người phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề rằng, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi. Thôi đủ lắm rồi, để thấy bản chất thần học Do Thái giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và chiếm thành hưởng thụ và dặn đừng quên ta, bởi vì không có ta thì ai dẫn ngươi đi cướp của giết người bừa bãi.
không công nhận bất cứ thần nào. Vậy thì khi đem thần độc Do Thái vào quốc gia dân tộc nào là cội nguồn họ bị tiêu diệt. Đó là lời kinh chứ không phải luận lý vu vơ. Lịch sử thế giới này đã nghiệm chứng bàn tay thần độc ấy. Việt Nam ơi, xin đừng sa vào bẫy. Hết rồi thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Để Ly đọc chương 3 tiếp. Hôm nay Ly được nghỉ và yên tĩnh.